Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Cân nặng của tụi em hồi đó thì cộng lại cũng cả 120kg lận. Chiếc xe đạp là cái tình trạng bị gãy cam lột tuần chắc cũng có thể 2-3 lần lận. Hôm nay không khí ở trường quay thật là náo nhiệt. À, chắc có lẽ là bởi vì trên sân khấu hiện giờ xuất hiện hai MC. Phải nói là ngày hôm nay có một cái sự khác biệt. Trời ơi. Gì vậy? Ai đây? Tôi. Có phải Hồng Vân không quý vị? Lần đầu tiên mà giới thiệu xong cái bật ngửa ra liền á. Tại vì mất hồn mất vía. Mất hồn sao? Sao bữa nay trẻ quá vậy? Nhờ uống sâm nhung bổ thận. Trời ơi. Các thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị có một sự khác biệt. Trước khi giới thiệu các cặp vợ chồng thì hôm nay Quốc Thuận sẽ được giới thiệu chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư và thận yếu. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào các quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thanh Nhân, năm nay 26 tuổi. Hiện là công nhân viên ở xã, em đến từ An Giang. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Tuyết Minh, năm nay em 26 tuổi. Em cũng là công nhân viên ở xã. Và em là chung quê với chồng em ở An Giang. An Giang luôn? Dạ. Đó là hai đứa từ An Giang lên đây. Dạ. Tôi đoán rằng là các bạn là một cặp đôi mà đã yêu nhau từ thời thanh mai trúc mã. Các bạn học chung với nhau ở một cái trường, ở trường quê đúng không? Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và từ đó bắt đầu yêu nhau. Dạ, cấp 1, cấp 2 thì chắc không tới đâu ạ. Định mệnh của tụi em là quen nhau là khi tụi em học chung với nhau năm lớp 9. Đó. Rồi sau một thời gian học thì cái ấn tượng mà em và chồng em lúc mới gặp đó là em thấy anh rất là hiền, thật thà. Rồi cái tướng người cũng cao to, nhìn thấy cũng đẹp đẹp. Rồi giống như mình hợp tần số với nhau hay sao đó, rồi để ý tới ha. Còn em thì sao? Còn lúc đó thì trong mắt em, vợ em lúc đó đặc biệt là lớp trưởng, trong lớp học rất là giỏi. Thêm cái đặc điểm nữa là rất là ú, dễ thương. Đến lúc cắm trại, là trường tổ chức 26 tháng 3 cắm trại thì tụi em có chơi trò chơi chung với nhau. Rồi lúc đó mới chủ động nói chuyện. Rồi sau những cái lần đó thì bắt đầu tụi em viết thư tay cho nhau. Nhưng mà đặc biệt là em là người viết thư cho chồng em trước. Em có trả lời lại chưa? Lần đầu tiên nhận thư thật sự là rất là cảm giác rất là lạ. Tại vì sao bạn nữ này viết thư trước, trong khi đó mình đã thích cũng từ đầu năm tới bây giờ rồi. Có để ý, quan sát. Nhưng mà thật sự là lúc đó em rất là nhát, em không có dám viết thư trước. Vợ em làm vậy thì em thấy em rất là thích, em trả lời lại. Rồi cái từ đó về sau hai đứa trên lớp thì cũng không có nói chuyện, nhưng mà về nhà cứ viết thư. Đến khi nào thì bắt đầu mới tỏ tình và bắt đầu là thân thiết nhau hơn? Thân thiết nhau thì có lẽ là lên tới tận 12 tụi em mới thân thiết với nhau. Thì em với chồng em thì thường xuyên là chở nhau đi học. Mà cân nặng của tụi em hồi đó thì cộng lại cũng cả 120kg lận. Thành thử chiếc xe đạp là cái tình trạng bị gãy cam một tuần chắc cũng có thể 2-3 lần rồi. Mà thường là gãy bánh trước hay bánh sau? Dạ bánh sau. Rồi còn những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nữa không? Lúc mà em với chồng em quen nhau thì bạn bè chung lớp với lại những cái bạn lớp kế bên cũng biết. Nhưng mà giống như là vẫn có người khác thích. Có một lần em phát hiện cái tay áo của chồng em nó bị rách. Cái em mới hỏi ảnh là tại sao bị rách. Rồi sau đó anh mới nói cho em biết là tại vì cái bạn học chung lớp giỡn nhưng mà hơi xéo sắc là lấy cây kéo cắt cái tay áo. Em mới tức quá em cầm cái tay áo em xé luôn. Tại vì em không thích vậy. Giống như là em muốn nói với chồng em là em không có thích cái hành động của bạn đó. Vậy em xé để cho anh biết là cảm giác của em là gì nè. Em không muốn cái bạn nữ khác mà giỡn cái kiểu giỡn vậy. Chị muốn hỏi em cái cảm giác ngay khi mà vợ em xé tay áo của em á, em có cảm giác là trời ơi mai mốt lấy nhỏ này về nó xé người mình luôn không? Đúng chị, lúc đó em cũng thấy sao mà không giữ giữ giờ bình thường đâu có vậy đâu mà sao có giờ chừng này... lại không? Có bị chừng lại xíu không? Dạ không, lúc đó hay là thích. Lúc đó cảm giác vẫn thấy lạ lạ, thật thấy vậy còn thích hơn nữa. Rồi sao cái mối tình học trò có cái gì nó đi quá không? Ngoài cái việc viết thư tình, tỏ tình thì có bây giờ anh hỏi thẳng luôn đi, mệt quá. Dạ. Có hôn má không? Năm 12 cái giai đoạn mà nghỉ Tết anh. Em có vô chợ vợ em đi chơi Tết. Dự định trong đầu lúc đó là đi kiếm chỗ vắng để hôn lén. Nhưng mà chạy hoài gặp chỗ vắng thì đợi cho cái người, đợi coi có người ta hay không. Chút thì gặp người ta rồi lại thôi. Cứ tiếp tục chạy cũng hết buổi tối đó cũng lâu lắm mà cỡ hơn tiếng đồng hồ.
Tại vì tụi em rất là nhát, cho nên là cứ thấy người ta hay thấy đèn chứ là không, anh cũng không dám làm gì em. Sau đó cuối cùng đưa vợ về nhà rồi cái kêu vợ đứng xuống, cái bắt đầu tranh thủ, lúc đó không cần biết có xe hay không, cứ hung đại cái, cũng không có biết là chắc đó không, không trúng đâu. Không đâu. Lúc đó em ngồi ngoài trước, cái vợ em bước xuống là vợ. Ngồi trước luôn đi. Anh đứng trước mới được. Ngồi trước ngồi luôn đi, nó đúng thế luôn mới được. Anh gì? Vợ em bước xuống, bước xuống anh đang là vợ. Chưa có dính kỹ nữa. Rồi đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Sau đó tháng 3 của năm 2016 thì tụi em cưới. Kỷ niệm mà sau khi cưới là trong cái ngày cưới á, em cứ nghĩ là chồng em chắc cũng tiếp đãi bạn bè rồi sau đó nhậu xỉn đồ chắc cũng ngủ. Nhưng mà cái em thấy em bất ngờ là không ngờ ngày hôm đó ảnh còn tỉnh queo, mặc dù anh cũng uống rồi anh còn xuống anh chà nồi tiếp em nữa. Nguyên cái nồi to đùng là ảnh rảnh nguyên cái nồi đó anh chà tiếp em nữa, cho nên em cảm thấy cũng bất ngờ trong ngày hôm đó. Là cưới xong là phải vô đêm tân hôn với mắt mớ gì còn kia để cho bà con rồi đó, lúc đó là anh chị em chứ quê thường đám cưới buổi trưa. Buổi trưa, buổi trưa xong là phải dọn dọn tới chiều vậy đó hả? Ồ có trưa tân hôn. Ồ vậy à, có trưa tân hôn hay là đêm tân hôn? Dạ đêm tân hôn chứ không có trưa. Trưa đó là ngoài đường không à? Trưa rồi bao lâu thì mà em mới là mới có em bé? Tụi em cưới nhau cũng khoảng một năm hơn thì lúc đó tụi em cũng có tin vui. Lúc đó thì em có bầu, nhưng mà khi em mới có mang bầu khoảng 4 tuần thôi thì em bắt đầu có cái biểu hiện đó là đau bụng, rồi tụi em phải đi khám. Khám thì lúc đó bác sĩ bảo là em bị giảm tiểu cầu, thì em bé vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà cái tại vì tiểu cầu của em nó không biết tại sao nó cứ giảm giảm hoài như vậy. Thành thử ra bác sĩ rút tủy để xem coi là mình có bị bệnh gì về máu hay không. Nhưng mà rút tủy xong rồi thì cũng không có phát hiện bệnh lý nào hết. Nhưng mà tới khoảng giai đoạn tháng thứ 6 thì lúc đó em biểu hiện bệnh nặng hơn. Là hai cái bàn tay của em lúc đó nó bị sưng lên, không có làm gì được hết. Thêm cái phù chân nữa. Rồi thêm bị phù chân. Rồi lúc đó phải chở ngược ra ngoài bệnh viện huyết học để khám coi xem nó có bị gì hay không đó chị. Thành thử ra lúc đó khám rồi mới biết là mình có biểu hiện của tiền sản giật, rồi phải nhập viện. Lúc đó em nhập viện khoảng một tuần ở bên Chợ Rẫy, là hai vợ chồng em ở trên đó. Mà cảm giác những ngày đó nó bế tắc lắm, tại vì không biết mình bị bệnh gì, bác sĩ cũng không cho mình gành là mình bị thận hay bị tim hay bị gì, không có biết một bệnh luôn. Cuối cùng cái đêm hôm đó em bị mờ mắt rồi. Lúc đó mới mời bác sĩ bên Từ Vũ qua hội chẩn, là bác sĩ bên Từ Vũ mới quyết định là nhận về điều trị cho vợ em. Rồi đêm hôm đó bác sĩ cũng cho trả lời cho em biết luôn, đó là vợ em phải ngưng mang thai mới có thể khả năng là điều trị khỏi được. Tại vì lúc đó thì bác sĩ nói là em biểu hiện của tiền sản giật là phải chấm dứt thai kỳ liền để mà trị cái bệnh của em. Rồi sau đó mà khi em sanh xong thì xét nghiệm máu lại là mới biết em bị lupus ban đỏ của biến chứng thận. Rồi lúc đó là phải điều trị cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà bây giờ bệnh tình đã bây giờ ổn định nè. Ổn định rồi thôi kịch. Xong hết đi rồi hãy có em bé đúng không? Dạ. Lúc đó thì hai vợ chồng cũng chuẩn bị này nọ để mà chào đón em bé ra đời. Tại vì ông xã em thì ảnh cảm giác được ảnh sẽ trưởng thành hơn. Lúc đó em cảm giác được ảnh lo cho em và con nhiều lắm. Em thì em hiếu lòng, nhưng mà ảnh cố gắng anh động viên em, anh nói là cái gì tới thì tới, thành thử ra mình có lo hay không lo gì nó cũng tới với mình thôi. Ảnh là người động viên em rất là nhiều trong cái lúc bệnh đó. Nhưng mà yên tâm, tại vì biết sao không, hai đứa mới có 26 tuổi thì còn rất là trẻ, không vấn đề gì hết. Vậy là anh chồng này là quá tốt rồi đúng không? Không có cái gì đáng để mà em vạch mặt rồi đúng không? Dạ có, ông xã em thì ảnh giúp em làm việc nhà, rồi cũng lo lắng cho em, cũng thương em thật tâm. Nhưng mà có một chuyện em không thích nhất, đó là ảnh ghiền ngủ. Tức nghĩa là buổi sáng thay vì ảnh thức trước thì em lúc nào cũng là người thức trước. Em làm xong chuyện rồi em vô em kêu ảnh, rồi ảnh mới thức. Em nói với ảnh, cảm giác của em là anh ơi bữa nào anh làm bộ ơi, anh làm bộ anh thức trước đi, rồi cái em ngủ trong này nè, anh vô anh kêu em dậy tặng cho thử em biết cái cảm giác của cái người thức trước làm sao. Còn cái nữa là ảnh mê phim hoạt hình Bảy Viên Ngọc Rồng dữ thần lắm. Có đi coi lại hoài hay sao? Không phải, ví dụ như hôm nay là chủ nhật hàng tuần là ở bên Nhật người ta phát sóng cái tập đó, là ảnh ngồi điện thoại ở nhà là ảnh canh, ảnh tìm cái địa chỉ đường like hay cái làm sao không biết để ra được cái tập phim đó đăng anh coi. Tới giờ luôn hả? Dạ, hiện giờ là vẫn còn ghiền phim đó dữ lắm. Bây giờ tới tập mấy ngàn rồi em? Chiếu phần mới hả anh? Phần mới. Nhóc phần hết rồi. Rồi còn vậy vợ là em còn sao? Tốt lắm.
Từ khi cưới nhau tới giờ thì vợ em bình thường rất là ok, mọi chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà chỉ có khi cái là giận nhau á, là nóng tính dữ thằng lắm. Với lại đã lúc giận rồi là phải đòi nói chuyện cho ra lẽ. Phải nói liền. Có ghen không? Có ghen chứ. Khi cưới nhau á, trong cái ngày cưới á, bạn bè em chụp hình nhiều lắm. Vậy đó mà mấy ngày sau khi cưới lật điện thoại em ra coi hình là gặp tới câu này là phải hỏi. Hỏi tại sao phải chụp hình với người này, chụp hình sao thân dữ. Tại vì chụp mà ảnh đứng chụp bình thường thì em không ghen. Mà ảnh đứng chụp là ảnh em ôm eo của cái bạn nữ khác. Mà bạn nào cũng ôm chân, thành thử cái em mới thấy kỳ cục. Tại vì người ta ôm mình. Chính ra bạn nào cũng ôm là không có vấn đề gì hết trơn á. Chỉ ôm một bạn thôi á, thì cái đó là em mới nên ghen. Chứ còn ai cũng ôm đâu sao đâu. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Mọi chuyện vợ em thì đã tốt hết rồi. Chỉ duy nhất là em mong muốn vợ em đó là, nhất là lúc giận nhau thôi. Giận nhau thì chuyện nào bỏ qua được thì bỏ. Chứ đều mà nói kiểu đó là chỉ nói là càng cãi thôi. Ngoài ra thì hy vọng vợ em là bây giờ cứ an tâm mà trị bệnh. Chỉ cần đợi hết bệnh nữa thôi là gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới. Là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Còn em? Còn em thì em mong muốn là ông xã em bớt sử dụng điện thoại lại. Rồi em mong là ảnh có thể nghe em nói nhiều hơn. Tại vì đôi khi anh nói là cái gì anh không biết á thì mình nói cho anh biết, thành thử ra tâm tư nguyện vọng của em. Ví dụ như hôm nay 8 tháng 3 em muốn anh ơi em muốn có quà hay có quà gì đó, muốn một chút gì đó bất ngờ cho mình xíu. Tại vì mình cũng vợ, mình cũng là người phụ nữ của ảnh, thành thử ra tặng cho mình hay là tạo niềm vui cho mình thì chắc chắn ảnh cũng sẽ là người vui thôi à. Nhưng mà đúng là những ngày lễ em nên lãng mạn chút xíu để cho vợ có tinh thần, vợ cảm thấy hạnh phúc rồi điều trị bệnh cho nhanh, đặng mà có em bé cho em, đúng không? Chứ còn vợ chồng em thì hiện giờ cái cần thiết nhất là cái phải yêu thương nhau, phải lo lắng cho nhau, nhất là về mặt sức khỏe của vợ. Nói tóm lại là trong thời gian này em phải dưới cơ vợ em một chút, nhường cổ một chút. Dạ. Trước khi bệnh hay sau khi bệnh gì em cũng vậy không? Dưới cơ đúng không? Thì vậy đi. Nói chung là hy vọng là sau chương trình này về vợ em sẽ cải thiện tất cả mọi thứ để mà có được sức khỏe thật tốt. Dạ. Và mau chóng có một thành viên mới để cho vợ chồng đã hòa thuận hạnh phúc rồi sẽ nhân đôi. Dạ. Tất cả những niềm vui đó nha. Dạ. Thì đó, ảnh là ghế của người ta rồi, em cũng là ghế của người ta. Nói chung là về vợ em không muốn em bị thả tim nữa, cũng tại cái giường quá vậy. Khổ quá sức. Rồi chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng đến từ An Giang. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nữa đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Dạ chào anh. Cặp vợ chồng đầu tiên là đến từ An Giang. Ngày không biết cặp vợ chồng này là đến từ đâu ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Chinh Ni. Dạ em đến từ Bến Tre. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 26 tuổi. Rồi còn em? Dạ em là Nguyễn Hoàng Trương, em đến từ Bến Tre luôn. Dạ nay em là 30 tuổi. À Trương và Ni. Dạ. Ủa Trương làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là tiếp thị cho bên nhà phân phối xi măng. Nhưng mà các em là đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Bến Tre? Dạ em làm ở Bến Tre luôn ạ. À. Kể cho anh Thuận, chị Vân nghe coi chuyện tình của các em như thế nào. Dạ lần đầu tiên em với chồng em gặp nhau á, là khi đó là chồng em là chú của cái chị ở trong phòng trọ của em. Dạ ảnh là bạn trai của cái người mà sắp chuyển vô phòng trọ của em nữa. Lần đầu tiên em với ảnh gặp nhau thì không có ấn tượng gì hết. Tại vì khi đó ảnh là ghệ của người ta rồi, em cũng là ghệ của người ta. Hai người đều là ghệ của người ta, vậy thì gặp nhau thì sao nè? Dạ thì gặp nhau khi đó là không có ấn tượng gì hết. Rồi sẵn khoảng sau một năm sau, rồi một ngày nào đó tình cờ em mới kết bạn Zalo với ảnh á. Rồi ảnh mới em nhắn tin em hỏi thăm thì ảnh mới biết là ảnh chia tay với bạn gái ảnh rồi. Thì cái em cũng nhắn tin em khuyên ảnh thôi nhỏ đó cũng tốt này nọ nọ kia vậy đó. Thôi kêu năn nỉ, ráng năn nỉ người ta đi. Rồi không biết vì sao em kêu người ta năn nỉ rồi cuối cùng em với ảnh quen luôn vậy. Ủa nhưng mà cái lúc đó là cô này còn quen với ghệ người ta không? Dạ lúc đó là vợ em cũng chia tay rồi. Rồi hai đứa cứ ăn ủi qua lại qua lại. An ủi nhau. Cái đó dính là cái chắc rồi, cái là đường mà đường chung ai cũng dính vô. Bao lâu thì đặc biệt mới chính thức là như là quen nhau? Dạ khoảng từ khi cái ngày nhắn tin qua Zalo đó là khoảng 3-4 tháng sau. Chính thức quen là ngày 26 tháng 12. Lúc đó là hai đứa cũng buồn buồn rồi em rủ vợ em đi uống cà phê. Tối đó thì cái đi lên mình lên trên sân thượng rồi cái nhìn thấy cái bàn bên kia, tại em ngồi quay lưng lại thì vợ em thấy là cái có cái bàn cái sau lưng á là có cũng có thằng cặp,
đang ngồi nói chuyện với nhau, cái cũng rút vô, cái hồi cái vợ em thấy cái vợ em chỉ với em mới quay ra sau, cái em nhìn cái em quay lại, cái em hỏi vợ em muốn giống vậy không? À. Rồi vợ trả lời sao? Dạ em đâu có kịp trả lời đâu anh. Là ổng làm luôn, anh dạ, ổng bằng em luôn. Ổng bằng luôn. Lúc đó là em cái phản ứng em sao Ni? Dạ thì đó, em thì ở chỗ đông người thấy cũng có người, cái em cũng mắc cỡ thì em cũng có đẩy ảnh ra, mà em đẩy không có nhiệt tình lắm. Trong cái thời gian yêu nhau đó là ai là người ghen nhiều nhất? Dạ vợ em. Em ghen có hai lần à. Mà có một lần đó thì nhiều nhất là cái lần đó là ảnh nhắn tin cho cái người con của khách hàng của ảnh á. Mà ảnh nhắn tin xong cái ảnh xóa, ảnh không có cho em biết. Cái bữa đó tự nhiên vô tình em cầm điện thoại của ảnh á, em đọc tin nhắn thì em thấy là hai người có nhắn tin qua lại với nhau. Mà chỉ có hiển thị trong cái ngày đó thôi à. Là em nghi chắc là ông này có nhắn tin và ông xóa rồi. Để em mới họ, rồi em mới vô trang cá nhân của người đó á. Cái em thấy là ảnh là ảnh like à. Người ta đăng cái gì anh cũng like, anh vô ảnh bình luận khí thế luôn. Trong khi đó em là bạn gái của ảnh nè à. Mà em đăng cái gì, ổng có like, nhiều khi lâu lâu mới like được con gái rồi không có bình luận gì hết trơn á. Bây giờ còn like không? Dạ hết rồi, nói chung là chị vợ em không muốn em đi thả tim nữa. Dạ. Cưới nhau là được nhiêu lâu rồi cưng? Dạ được 1 năm 9 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi anh, được bé này được 9 tháng rồi. Anh muốn hỏi này, trong cái thời gian 1 năm 8 tháng tụi em yêu nhau đó thì có vượt quá giới hạn không? Dạ không. Không, dạ. Là giữ cho nhau tới cái ngày. Dạ không có, tại em sợ không cưới em nên em đâu có dám. Như vậy là cái đêm tân hôn, cái đêm động phòng chắc chắn rằng là rất là ấn tượng đúng không? Bữa đó thì em cũng tạo ấn tượng lắm. Thì mấy đứa cháu thổi bong bóng thấy bà luôn. Thổi xong rồi cái tối hôm đó nhậu xong xỉn, hai đứa mệt quá, hai đứa lên giường nằm ngủ thì sao? Hết sức lãng mạn luôn anh. Rồi đêm thứ hai sao? Đêm nay có thổi bong bóng không? Dạ không, đêm thứ hai mình thổi qua cái khác rồi. Mình chuyển rồi, mình không có thổi bong bóng nữa. Bữa đó vui không? Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đâu có dám làm gì lớn đâu. Ba má ở cái phòng sát bên vậy, nhưng mà cái ở cái mặc dù là trách tường nhưng mà nó cũng có làm á, nó không có cách âm. Nên cái gì cũng phải nhẹ nhàng chứ không có dám làm cái gì mà nó mạnh hết. Khó chịu không? Dạ cũng một phần lỗi kỹ thuật đó chị ơi. Lỗi kỹ thuật đó hả? Dạ. Trời. Cưới vợ em á là em xây trước cái phòng, em mua đồ thầy đặt này kia, em mua luôn cái giường mới nữa. Mà cái giường nó cũng hơi có âm thanh quá. Dạ cho nên là cái gì cũng phải nhẹ nhàng. Tại cái giường nữa. Dạ cũng tại cái giường phải vậy. Khổ quá sức. Bây giờ cưới nhau về rồi. Vậy thì tật xấu có bị lòi ra không? Dạ quá trời luôn. Trời ơi. Dạ tật xấu của ảnh, cái thứ nhất là cái em ghét nhất là cái ảnh mê chơi game. Ảnh chơi ảnh vô trận một cái là bắt đầu kêu cái gì ảnh không có nghe. Rồi hoặc là nhiều khi con nó đang khóc á, cái kêu ảnh dỗ giùm em. Cái ảnh mà ảnh đang chơi cái ảnh đâu thèm dỗ con nữa. Để cho nhỏ khóc vậy cái ổng chơi thua cái ổng quạo. Rồi hai vợ chồng như là thường là tối có ngủ sớm không? Dạ thời gian đầu mới cưới á thì cũng thường ngủ sớm. Tới khi mà có em bé rồi thì ngủ trễ. Ngủ trễ? Dạ. Ngủ trễ rồi, thường ngủ trễ rồi trước khi ngủ có tâm sự rồi có thân mật với nhau không? Lúc trước thì ảnh còn quan tâm nhiều chút đỉnh, chứ từ khi mà có con tới nhà cái ảnh bỏ bê em dữ lắm. Nhiều khi mình nằm mình đợi ảnh mà ảnh không thèm đá động gì hết trơn á. Lâu lâu cái em nhắc em hỏi bộ anh không thèm em nói hay sao mà không thấy anh xi nhan gì em hết, toàn đợi là em xi nhan anh không à. Rồi đứa chồng trả lời sao? Dạ anh nói anh đôi thừa em, nói em tại em dỗ con xong cái em ngủ mất tiêu rồi đâu có không đẻ hồi đó thấy em mệt nữa anh không nở đến thức em dậy. Mà trong khi đó là ảnh trong cái thời gian mà em dỗ con á, ảnh không hay gì ảnh nói em thì em thức em đợi ảnh ăn này, ảnh không nói gì em ngủ cho khỏe chứ anh thức đợi biết chừng nào. Nghe vợ tâm sự chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy bây giờ sau chương trình này về có cải thiện không? Dạ cải thiện cũng thời gian gần đây rồi anh. Dạ. Hy vọng là sau đêm nay là sẽ còn cải thiện hơn nữa. Dạ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ em nè, bây giờ tật xấu của em, vợ là cái gì? Dạ vợ em cũng nhiều lắm anh ơi. Cái đầu tiên nhất là hơi ở dơ, bề bộn nè nữa. Mỗi lần mà đi về cái là cởi cái áo khoác ra cái quăng cái cặp. Đồ lấy thay xong quăng cái bịch. Mỗi cái mỗi nơi, mỗi cái mỗi hướng. Rồi cái nữa là lười gọi đầu. Nhiều khi em nằm em ôm vợ em xong á, cái tại vì vợ em cũng lùn hơn em.
Thì em nôm thì vợ em cũng tới tầm đây à. Mình đưa cái mũi mình ngay cái đầu rồi. Ngay tầm luôn. Ngay tầm luôn, đâu có né được. Dạ không có, tại vì theo cô Như ảnh á là ảnh mỗi ngày một ngày gọi ngày nghỉ. Còn em thì em tóc ngắn vậy nè. Với lại em thấy em cảm nhận là em chưa có dơ nên em chừng nào em dơ em mới gọi. Rồi còn gì nữa không? Vợ em thì cứ khoái cái vấn đề hơi ngôn tình chút xíu. Ví dụ như là tối trước khi đi ngủ á là phải là quay qua hôn vợ cái rồi nói là xong rồi chúc vợ chúc em ngủ ngon, anh yêu em, làm giống như là trong phim vậy đó anh. Em có làm được những điều đó không? Dạ có, bữa có bữa không. Dạ, không nhiều hơn có. Mà mỗi lần làm có thấy cảm thấy thoải mái không hay là bị gượng ép? Dạ bữa nào vui thì mình thấy thoải mái, bữa nào hơi mệt mệt cái mình thấy nó kỳ kỳ. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ là nhất là tính là bớt gọn gàng lại, bớt cái ngôn tình đi chút xíu, rồi cái nữa là bớt bớt ghen lại nữa. Còn em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn là ảnh là ảnh bớt cái chơi thời gian mà ảnh chơi game lại, ảnh tại vì giờ thời gian mà ảnh chơi game nó chiếm đa số thời gian ở ảnh ở nhà, với lại ảnh dành thời gian ảnh cho ảnh chơi với con nhiều hơn, tại con gái là nó mến ba, thấy mỗi lần nó thấy ảnh là nó mừng. Em mong là ảnh dành thời gian ảnh cho con nhiều hơn chút nữa. Chị thấy vậy nè, những cái điều mà chồng em nói về em á thì có một cái em cần phải thay đổi, còn cái ngôn tình á thì em phải thay đổi. Tại vì cái đó nó rất là thú vị, nó không có cái gì mà để mà cái đó không phải thật xấu. Cái đó là cái ước mong của tất cả những bà vợ trên cái cuộc đời ô trọc này, chị nói. Còn riêng cái vấn đề mà gọn gàng, sạch sẽ là cái điều đó phải bắt buộc em phải, không một lý do gì, ngay cả vừa mới sinh xong cũng phải là như vậy, là cái điều tiết yếu. Tại vì lúc nào cũng vậy, người mình á thơm tho nè, gọn gàng, sexy nè, gợi cảm nè, thì là cái thái độ của chồng mình sẽ khác liền. Đó thì cái đó là cái cần thiết nhất em phải thay đổi liền. Còn không á là xài cái model này. Không xài không, cái model rửa rồi rửa đầu thôi. Rửa đầu nó có mất công. Rửa được. Trời ơi cái đầu này cũng phải gọi. Phải gọi. Thôi vậy nha. Rồi, dạ. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao bang long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Món quà thứ hai đó chính là một năm sử dụng sản phẩm Kuma Gold Gel. Sản phẩm chăm sóc da được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên. Thành phần gồm có nano curcumin, dịch chiết quả Việt Quất, tinh chất lô hội và vitamin E, có tác dụng chăm sóc da toàn diện, giúp giảm thâm nám, sạm và rạn da, hỗ trợ giảm ngứa và viêm da thai kỳ, chống lão hóa, tái tạo và phục hồi tổn thương da, giúp da trắng hồng rạng rỡ. Kuma Gold Gel an toàn cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, đề nghị các chú đâu rể và cô đâu dâu đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Cân nặng hiện tại của vợ bạn là bao nhiêu ký? Cân nặng của mình bây giờ là bao nhiêu? 50 ký. Hay quá. Rồi, cân nặng của Ni bây giờ là bao nhiêu? Quay qua đây nè. Rồi mở ra nè. 46 luôn. Hay quá luôn. Trời ơi. Đề nghị hai anh chồng bước lên một bước, nhìn nhau cười nhẹ một cái rồi quánh tù xì. Nào bắt đầu. Quánh tù xăm. Rồi xong. Như vậy vợ chồng của Ni sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 thùng với màu sắc này. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Vợ chồng Minh màu hồng. Rồi, màu của tôi đã bị lấy rồi. Rồi tôi màu vàng. Rồi các bạn chúng ta cùng tiến về chiếc thùng màu sắc của mình. Và bây giờ Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở ra trước. Các cặp vợ chồng chúng ta sẽ mở ra sau, đặt tay lên thùng. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Và mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở lên nào. 1, 2, 3. Wow. Như vậy quá tuyệt vời. Chúc mừng cặp vợ chồng của Ni.
đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm xâm nhung bộ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Minh đã nhận được một bộ sản phẩm gối cao su đồng phú. Và khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này, chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận được một phần quà, đó chính là một năm sử dụng sản phẩm Kuman Gold Shell. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này thì quý vị khán giả hãy tham gia và gửi câu trả lời tại trang fanpage Vợ Chồng Son. Và kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Bây giờ thì thời lượng chương trình của chúng ta đã hết rồi, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 lúc 22 giờ với chương trình Vợ Chồng Son.